Chiều nay ngày 16 tháng 6, Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng có chương trình giám sát tại quận Hải Châu về tình hình phát triển kinh tế xã hội và thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị trên địa bàn quận. Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết chủ trì buổi làm việc. Cùng dự có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến. Việc triển khai thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tạo cơ hội và là điều kiện thuận lợi để quận phát huy tiềm năng, lợi thế thúc đẩy hơn nữa sự phát triển kinh tế xã hội của toàn quận, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân. Mặc dù việc triển khai thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị diễn ra trong tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhưng về cơ bản quận đã tập trung lãnh đạo các nhiệm vụ theo nội dung và tiến độ yêu cầu. Đến nay, tổng thu ngân sách của quận đạt 64,5% dự toán, ước tổng thu ngân sách đến cuối tháng 6 đạt 72,6%. Công tác giải tỏa đền bù được triển khai đúng quy trình. Quận đang đẩy nhanh tiến độ thực hiện và các thủ tục giải phóng mặt bằng các dự án triển khai trên địa bàn quận trong năm. Các lĩnh vực an sinh xã hội, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, an toàn thực phẩm được quan tâm chỉ đạo, đảm bảo thực hiện tốt. Qua nghe các báo cáo, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị Ủy ban Nhân dân quận Hải Châu tiếp tục tập trung xử lý kiến nghị của cử tri, nhất là trong bối cảnh thành phố đang thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị hiện nay. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố nhấn mạnh với vai trò là quận trung tâm, Hải Châu cần phải là đơn vị tiên phong trong việc phát huy những điểm ưu việt của mô hình này trong quản lý đô thị. Mô hình chính quyền đô thị vừa góp phần công khai minh bạch, vừa tạo thuận lợi chủ yếu cho người dân. Thì khi tạo thuận lợi cho người dân thì đương nhiên và đồng nghĩa với việc là cán bộ phải vất vả hơn. Chứ không có cái câu chuyện là dân khỏe lên mà cán bộ rồi có khi còn ăn nhàn hơn là không phải cái tính chất của mình chính quyền đô thị. Và yêu cầu phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ thì mới góp phần là cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục, góp phần cho người dân được thuận tiện hơn trong cái giao dịch của mình. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố đề nghị quận Hải Châu tiếp tục phát huy dân chủ, không để xảy ra tình trạng độc đoán, chuyên quyền, lạm quyền, xây dựng và vận hành bộ máy hành chính phải hướng đến mục tiêu vì nhân dân phục vụ. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố ghi nhận những nỗ lực của địa phương thời gian qua trong việc khôi phục và phát triển kinh tế. Tuy nhiên, quận cần phát huy hiệu quả những thế mạnh sẵn có, đồng thời đưa ra thêm nhiều giải pháp sáng tạo để làm tốt hơn nữa công tác này. Với cộng đồng doanh nghiệp thì đúng là quận không phải là cấp chính sách, nhưng là cấp tuyên truyền, vận động và hướng dẫn giúp đỡ cộng đồng doanh nghiệp để tiếp cận chính sách là vấn đề hết sức quan trọng. Bây giờ ra lại thử bao nhiêu doanh nghiệp của Hải Châu được tiếp cận 14 cái chính sách hỗ trợ doanh nghiệp sau đại dịch của thành phố và gần 12 cái chính sách của Trung ương thì được bao nhiêu làm cái việc này. Vai trò của các ngành của quận tham gia vào cái việc hướng dẫn, giúp đỡ về mặt thông tin nó như thế nào? Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố khẳng định, thành phố luôn quan tâm đầu tư nguồn lực để quận Hải Châu phát triển xứng tầm với vị thế là quận trung tâm, dẫn dắt sự phát triển của các khu vực khác. Đối với những vướng mắc nảy sinh trong quá trình thực hiện thí điểm tại địa phương, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết ghi nhận và cho biết thành phố sẽ tiếp tục nghiên cứu, điều chỉnh để tạo điều kiện thuận lợi cho địa phương phát triển khi thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị.